Mặc dù hãng sau này mới ra mắt tại Hàn dạo gần đây thôi, nhưng mà được rất nhiều các beauty blogger bên Hàn họ quan tâm và review luôn. Mình nghĩ do một phần cái thiết kế của em son này khá độc lạ, và thật sự khi mà mình mua cái em son này thì cũng chỉ vì cái thiết kế thôi mọi người ạ. Thiết kế của em son này thì trông như kiểu một cái tuýp kem tay mà đã được bóp ra rồi ý, khá lạ và cũng xinh nữa. Màu mình mua là màu 03 Stranger, màu này thì sẽ là một màu hồng đất bay cam, là một tông màu MLB khá nhẹ nhàng và tự nhiên. Chất son này là chất son velvet không bị khô môi, độ bám màu ổn và nó vẫn sẽ trôi khi mọi người có ăn uống nha.